Theo nguồn tin của FPT Play, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang tiến gần đến việc chiêu mộ trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh từ đội bóng cùng thành phố Hà Nội FC. Đội bóng ngành công an sẵn sàng đưa ra bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng mức lót tay khủng lên tới 6 tỷ đồng một mùa giải cho tuyển thủ quốc gia này. Mức lương của anh không được tiết lộ. Hơn nữa, trong mùa giải cuối của hợp đồng, mùa giải 2025-2026, trung vệ sinh năm 1999 được quyền đàm phán giải phóng hợp đồng nếu có câu lạc bộ nước ngoài đề xuất chiêu mộ anh. Sự xuất hiện của tân binh tin đồn Bùi Hoàng Việt Anh giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội củng cố mạnh mẽ hàng thủ. Ở mùa giải Night Golf V-League 1 2023 vừa qua, các nhà vô địch chỉ chủ yếu sử dụng cặp trung vệ Tấn Sinh, Tiến Dụng. Trong khi đó, các cầu thủ dự bị ở vị trí này đa phần còn non kinh nghiệm. Chiều cao ấn tượng cùng khả năng chơi chân tốt là sự khác biệt của Bùi Hoàng Việt Anh với các trung vệ còn lại tại V-League. Chưa kể, anh còn có thể chơi tốt ở nhiều vị trí ở hàng thủ. Điều này giúp cho các huấn luyện viên có thêm những lựa chọn tùy theo các ý đồ chiến thuật khác nhau. Trung vệ sinh năm 1999 trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC. Sau giai đoạn cho mượn để trưởng thành ở câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Việt Anh trở lại Hà Nội FC và giành được 5 danh hiệu, bao gồm V-League 2022, Cúp Quốc gia 2020-2022 và hai siêu cúp quốc gia 2020-2022. Đặc biệt, có một chi tiết đáng chú ý ở thương vụ này. Giao kèo giữa Hà Nội FC và trung vệ 24 tuổi vẫn còn thời hạn tới cuối năm 2023. Tuy nhiên, để sở hữu Bùi Hoàng Việt Anh ngay từ mùa giải 2023-2024 tới đây, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ trả phí giải phóng hợp đồng bằng một con số xứng đáng cho 3 tháng còn lại với Hà Nội FC. Hiện tại, Bùi Hoàng Việt Anh đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia hướng tới trận giao hữu với đội tuyển Palestine vào ngày 11 tháng 9 tới đây trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định.